quay trở lại với trên đường của Bé Peo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ thử thách tóc cua một máu. Nhưng tuy nhiên là tôi là ngồi đang chơi cùng hai thanh niên tối cổ, hai thanh niên khá là gà mờ với cái bộ môn này bạn ạ. Trời ơi, nhớ gì chắc là gà, chắc là gà. Cái gì nữa? Rồi ôi, bắt cua bình thường còn rất đòi bắt cua bột máu đấy. Cứ thử đi rồi biết, cứ thách thức nhau hoài. Ok ok, rồi thì để mình phổ biến lại cái luật chơi bắt cua bột máu cho hai bạn nhá. Thì chúng ta chỉ có một máu thôi. Bây giờ nhiệm vụ là phải di chuyển qua các chướng ngại vật như con bê cung xương rồng này, laser này đó. Đặc biệt hơn là bê phải đi xuống dưới là sao để không mất máu đó. Trời ơi, mình đè ship bạn nạ mình ẩn thân, không một tí bị rớt là bạn nạ ghê đấy, ghê đi đấy. Đi trước là mẫu đi. À đi trước là mẫu đây. Đơn giản thôi, đầu tiên là phải đừng lao thẳng dưới nhá, đừng có lao thẳng dưới, đi từ từ thôi. Trời ơi, đi đây. Trời ơi. Đừng có đẩy ba, đừng có đẩy chết. Ai mà đi kiểu như anh, người ta phải đi vậy nè, nhảy cái một rớt xuống cái lít vô trong này là được à. Tiếp được chưa? Tôi kết được chưa? Hay quá, hay quá. Ok bạn ơi, thì ngày hôm nay mình cùng hai thanh niên tối cổ sẽ thử thách chơi bắt cua một máu. Đây 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 đấy. Nhà buồn cứ gái cùng có quà đâu, để coi xem là hai thanh niên này biết chơi không bạn nhá. Ôi ghê ta, Bibi ghê ta. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like. Ok ok, thì gà chúng sẽ chạy đến được cô. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và đừng quên những cái chuyên ký ủng hộ Mèo Peo cũng như Bibi ở trái buồn bạn nhá. Rồi. Này, đầu tiên ấy là phải quan sát đường đã. Nhìn thấy không? Đường cụt này thì có đường này đi được thôi. Đó. Đi xe hàng, đi xe hàng. Rồi, gáy, 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 gáy. Đè nút ship vào đi bạn ơi. Đè nút ship vào đi, gáy này. Trời đất ơi, sao tự nhiên người ta mình gáy vậy? Trời ơi, đè nút ship đi từ từ thôi. Đừng có vội vàng. Này, tôi chỉ bạn một câu nữa. Càng nhanh thì càng chậm. Nghe vô lý mà thuyết phục đúng không? Càng nhanh thì càng chậm, mà càng chậm thì càng nhanh, hiểu không? Càng nhanh thì càng chậm. Nghe vô lý mà thuyết phục đúng không? Càng nhanh thì càng chậm, mà càng chậm thì càng nhanh, hiểu không? Bởi vì bạn đi nhanh thì bạn sẽ chết nhiều, mà bạn chết nhiều thì bạn thành đi chậm từ đầu đúng không? Nếu như bạn đi chậm thì bạn chỉ không chết lần nào thì bạn thành nhanh lắm. Cho nên là bị chậm thôi. Bên này không hề có tàng hình mà sao điều nhở? Ảo ma vậy? Dâm ba mấy cây bắt cua một máu. Trời bắt cua, trời ơi, hách thức nhau rồi một máu rồi. Bên bị sợ, bên chặn nó sao đi được. Bên này chặn rồi, bên lại tiếp tục dùng chết đó. Nhưng mà đoạn cuối chặn rồi bạn ơi. Đoạn cuối chặn rồi bạn ơi. Ờ, khỏi cho mình, ơ đi. Mình đi được, yeah, mình đi được. Ủa, mình hồi sinh ở đây à, bạn làm gì vậy? Trời ơi, điều này chứ. Ờ, bây giờ đi, hách đi. Bây giờ rồi hack đi em nào, gọi thì hack đi, hack đi, hack đi. Được rồi, hack đi. Hack đi, ờ hack đi, hack đi. Ờ, ai mà chơi ăn gian mà nghĩ vậy là đúng rồi, trời ơi là trời. Ờ, này thì hack này. Này, phải nhảy qua laser đó, bạn phải tìm mọi cách để nhảy qua laser. Như thế này nè, đó. Như thế này nè. Này, quay đi mình chỉ cho, quay đi mình chỉ cho. Anh béo nhìn em thể hiện nha. Nhảy qua laser mình quá. Ôi khó chưa? Đó, chưa, chưa. Ôi các bạn nhìn cả hai thanh niên gà, hai con gà nhảy. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Ôi để hết đà lên, để hết đà lên. Đừng 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 sát quá, đừng sát laser. Đừng đừng sát laser quá. Cái gì vậy ba? Đó đi vô, Mimi cũng đẩy à. Mẹ mà nghe nói là vô nãy Mimi. Ok ok. Ôi giời ơi, muốn cần cứu không? Muốn cần cấp cứu không? Muốn cần cấp cứu không? Cứu đi, cứu đi. Trời ơi, vậy sao quá anh ơi. Qua đây, qua đây, tiếp. Ok, tu, chỗ này, lưu sinh đi cho an toàn, lưu sinh đi. Nhảy đây. Nhảy đi. Này, nhót, rồi giời. Chỗ này. Ê, mày ghê ấy chứ, chứ ác ma vậy. Lưu sinh này, trời ơi. Rồi thì, ok, bây giờ lên bên này. Ê, lên bên này phải đi từ từ giữa này ba, mấy ba đi ở bên kia thì vậy, chỗ khó. Ê, ta đi vậy nè, dễ là chơi là phải chơi ác chơi vậy nè. Đúng rồi. À, lưu sinh không, lưu không. Ê, chắc là còn lưu chưa. Rồi. Ghê ta,
Ủa lưu rồi xuống đi bạn. Gọi là gì ta? Người thành công luôn có hướng đi riêng. Được rồi. Bây giờ thì phải nhảy qua lava thổi lửa này. Ôi căng nặng, cái thần lửa thổi lên đấy. Nhìn kỹ bằng thần kia. Thôi thổi cháy cho bằng hành béo rồi. Cái cho bằng hành béo đi. Mệt nát nhạc. Mệt nát nhạc thôi béo ơi là béo. Thì hên thì chơi game hên. Lúc lửa nó không thổi ra thì từ lại lửa hết thổi ra. Chạy đi, đơn giản. Có gì kỳ á, em nhảy qua là em chơi. Tôi đợi em bốn cái, chơi đi trước kìa. Đợi mình chứ. Mình phải chạy nghe. Ê, anh béo. Anh béo kìa nè. Người thành công luôn có hướng đi riêng. Ủa, tính ra nãy có làm vậy luôn mà. Tôi đang chơi ra tôi cổ còn hack cho bạn là chơi kỳ tết nhập hở. Ok, rồi. Ê, bạn ơi. Bên này này, chơi mà chơi đường dễ, đi bên này bạn ơi. Các bạn bên này đi, bên này chứ. Tự đi mà chơi một mình bạn. Ấy à, ấy à, không. Thì bên này, từ ấy bên này có lại, bên này gì vậy? Nó thay nó chặn lại rồi bạn ơi. Đi bên này đi bạn ơi. Đi bên này đi. Đừng. Không cho đi, không cho đi. Không cho đi. Thôi đi bên này đi. Trời ơi, mình chơi. Rồi. Em qua bên kia rồi, ăn gian à. Dạ bu đi mình khó nha. Bu đi mình khó nha. Đúng rồi, dạ bu là đi được khó các bạn có thể coi lại. Thảo, hình như tụi dạ bu hack sao? Ê khoan. Hình như dạ bu hack các bạn ạ. Tôi không nhớ dạ bu điền gì mà hình như dạ bu hack thì sao á. Mình nghi lắm. Dạ vui không biết hát đâu. Dạ vui mình hoài biết hát. Ê bây à, đây để căng thế nhờ. Thì khó nó có thử thách chứ. Mimi nè, chị Mimi lấy cái gì á, chị Mi chặn lại cái khúc đó chị Mimi nhảy lên. Ở dưới chứ căng lại. Ủa sao qua vậy? Hát à? Chị Mimi hát. Ai thấy à? Ủa? Chị Mimi hát này. Ủa đi nào vậy? Hát à? Mình có bấm tường được, còn Mimi đâu có bấm tường đâu. Mimi hack rồi, Mimi hack rồi. Làm khó được Mimi. Ê, Mimi hack đúng không? Mimi hack đúng không? Làm khó sao được tôi, trời ơi. Trời ơi. Giúp người ta nói người hành hướng đi riêng à. Anh này đã thất bại nãy giờ nhiều lần rồi nha. Tôi có cái gì nó sai sai nha. Tất cả mọi người hack đúng rồi. Ê, tôi có đàn nào ấy, anh chỉ là hack đúng không? Hack đúng không? Hack đúng không? Ông là rớt đâu đi rồi đâu, rớt không đi được, không được. Thôi, quyết tâm đi cái đường này, cho chơi hack kìa. Trời ơi. Để em nhảy làm, trời đúng là khó thiệt á, thôi nghĩ. Khó mà, chưa. Đi phải thử thách chứ, để coi em nào, đến dần dần á. Chắc là Mimi phải làm cái gì đấy bạn ạ. Anh cậu trách va mình. Một người trách va cho mình, anh sẽ biết anh vừa đấy Mimi làm cái gì mà Mimi qua được. Chứ không thể nào Mimi qua được cái level này bạn ạ. Vô lý rồi. Càng đây. Anh mày nhảy liên tục đi chó lẹ. Thôi nhảy luôn đi cho nó nhảy đi. Ok rồi. Thôi mình quay xe đi. Quay xe bên này vậy. Chắc là em đi bên này đúng không? Dạ. Ê. Quá. Cái đường này nó thù hàng anh béo rồi. Nó nói là nãy anh béo không chọn nó. Giờ nó chọn nó nó không thích. Chắc là bên này đúng không? Chắc mình đi bên này chắc thế. Ờ đúng rồi. Cái này cái gì rồi ông gà ông chết gì ai. Chắc nãy Mimi đi cái đường dễ thì chứ cái đường kia chắc phải đi được. Ê người ơi cá cánh này. Ê ở đây đi được không chị Mimi? À đi được kìa. Bộ đi rồi nè. Ở hai đi bộ nè. Trời ơi. Là khó dữ chưa. Trời đất ơi. Ôi. Đây. Nhìn em nè. Em nhảy xuống luôn nè, em nhảy xuống luôn mà cá nó không cắn. Nhưng mà cái level này dễ, level này dễ. Cá nó cắn mình. Ấy, qua nè, qua liền, qua liền. Ê. Ờ, đợi em buồn qua đó. Thì em mở cửa cửa từ từ. Từ từ. Có mật khẩu chứ mắm bừa vậy bạn. Bạn mắm bừa. Từ suy luận đi. Mật khẩu gì nữa. Từ ơ được rồi, bơ được rồi, bơ được. Trời ơi. Tớ đợi em bốn đi, đợi em bốn đi, cái đây. Mở rồi đóng sao? Thì ba. Cái này. Đó. Để em bốn á, bốn, nhảy đây. Nhìn nè, thiên tài nhảy. Ừ. Sợ chưa? Mình đi. Đồ ngu.
Ủa anh Hải, ủa sao cô đó nó bị cái gì vậy? Đừng đưa này, đừng sắp này, đừng sắp mép mà nhảy, để có luôn chứ đừng, đấy có luôn chứ đừng có lấy đà, đừng lấy đà cả, đừng sắp mép để có luôn. Vì ba đợi người đây bạn, bạn chơi nó đi trước là sao? Đợi đấy, đừng đừng đứng trên, này đừng sắp mép này. Mình tưởng là mình chui qua cái tia này đi chính giữa này được. Đâu có được đâu ba, nè đứng sát bên cạnh đây này, nè nè nói lần nữa nè, đứng sát bên cạnh đây này, đừng có đè ship, đứng sát bên ở đây không nhảy, đó thấy không? À, ok. À, biểu qua đây này đó, chứ đừng có đứng ở trên nó khó. Nhảy. Không, trời ơi, đứng sát bên đè ship, đứng sát bên đây cơ mà, nè, đừng có đứng ở trên này, nè nhìn khác biệt không? Nè, đứng đây này, thấy không? Sát đây luôn, đó, sát đây luôn nhảy, đó, sát đây luôn. Nhảy, đó. Để xíu nó có rớt ra không? Nhảy quay lên, nhảy quay lên. Đó. À. Từ nào, xuống nước. Xuống nữa đi. Ok, nhảy. Rồi, từ. Xuống. Đó, nó đơn giản vậy thôi. Ok. Từ phải kiếm nút để bấm bật tắt cái lá xe này. Tắt lá xe được không? Hết lên luôn. Mình bật hết lên luôn. Thôi, có gì được vậy? Ê. Cái quấy được này. Mình bật hết lên luôn. Ô, vừa có nút làm bật tắt ra đây nhở. Ô, mấy nút này nè. Ok, một nút được rồi. Ô, từ từ, một nút được rồi mà. Nút là nút đúng rồi nhở. Nút đúng rồi, nút đúng rồi này. Một cái đúng rồi. Nó khoan hình như không ấy mọi người. Nút thêm cái này. Không rồi. Cái gì kỳ vậy? Ê, đi vòng qua lưu xin điểm ăn. Ủa? Nè. À, lưu rồi kìa. Ừ đó, ừ. Trời ơi, nè Bibi. Khó quá. Bibi gì Bibi? Ủa, Bibi làm gì vậy? Mình ly ra tiếng ừ. À, cái Bibi ta. Bibi chưa tắt hết luôn mà. Kênh. Thành công sao giờ mình đi lên con đường của thiên đường luôn nè. Này, người thành công Bibi lên đến đỉnh vinh quang ơi. Đó, lên. Ủa, cái này đỉnh vinh quang hả? Em tưởng cây cầu thiên đường chứ. Em biết đâu. Đúng rồi, chúng ta đang lên trên đỉnh đó. Đây là một bản thiết kế vĩ đại. Lên level 14 lưu sinh na. Ơi cái này nhảy qua nha. Ê, hình như buồn chuyên lưu sinh à? Rồi, ya buồn quên lưu sinh nhỉ, từ đầu luôn. Sao ya buồn sao quên được. Ê, lưu sinh mày quá, lưu kịp rồi. Thông minh dễ nhớ. Ố cái gì vậy? Có điều hay quên thôi. Trời ơi. Bà đưa gót luôn. Cứu tôi. Mà mình lưu hồi sinh rồi, mình đâu sợ đâu. Mình lên trên này. Chị Mimi đẩy. Đây tôi đứng rồi, tôi quan sát này, nói giải trí quá mà. Ôi, đi đường dễ còn rớt kìa, mình đấy mới nhảy được khó bạn ạ. Mới hồi sinh vậy mà, ăn vàng quá. Nãy mình còn nhảy được khó bạn ạ. Đây hai tên nên nhảy cái đường dễ mà còn rớt hết. Trời ơi. Nãy giờ Yabu chỉ là màu thôi, xíu Yabu nhảy qua cái một rồi. Ghê ra, ghê quá ta. Mimi quan tâm. Nè, đó. Thấy chưa? Ok. Rồi lên thôi. Cái này bạn có cắt tinh thể lưu hình này ở dưới này, cứ lên thôi. Lên như bình thường. Lên. Ôi trời đất ơi, cái gì vậy? Lên. Ok. Ê. Gì thế? Bình tĩnh bạn ơi, không chen lên sâu đẩy. Sao bạn gà quá vậy? Tại vì bạn là con gà đúng không? Sao bạn gà quá vậy? Ý lên này. Cái này dễ quá. Người chơi lâu năm gì mà không có biết trích gì hết trơn. Người ta chơi, người ta mới chơi lại. Núp vậy mà ta vượt quá chương. Núp gì? Hình như thắng rồi đấy. Cảm ơn bạn đã chơi map, giờ thì tìm sao để bấm hàm ha. Bây giờ level giải mã bạn ạ. Đi tìm ngôi sao bạn ơi, đi tìm ngôi sao hy vọng mọi người ơi. Đi tìm ngôi sao hy vọng đây. Sao em giấu luôn cho khỏi thắng. Ba, bây giờ đi tìm ngôi sao hy vọng ơi. Tầng trên có không nhỉ? Tầng 2 này. Ôi, một căn nhà mấy tầng liền bạn ạ. Wow. Ồ, căn nhà này to và bự quá. Béo ơi, anh béo này có cái này ghê lắm nè. Cái gì ghê? Đây, nhà xí. Mày điên hả mày? Trời ơi. Ừ, bên trong này. Ê, ở trong đi. Ở trong đi sắp hối đi. Anh ở trong đó đi mới đấu chứ. Ê, là tìm thấy bia tưởng nhớ rồi ghê. Ôi, mọi người ơi. Lên đây, có người. Ê, có người này, chủ nhà hay ai đây? Bố ai đây? Đâu, mọi người ơi. Lên đâu rồi, đâu, Mimi đâu rồi? Cái quay này, thế nào này? Đây nè. Ai đây? Ủa đây là? Tại ta mới giải cứu ra xong á. Dạ, mình tưởng đồng bọn hay đồng minh hay đồng bọn không biết. Ngày ai vậy? Cho ta tiền ngay. Lên trên này nè. Ủa, cái nhà mấy tầng vậy đi? Ủa, cái nhà này cao vậy? Ê, ví dụ mà tìm được sao thì làm gì?
Mình ăn sao mình thắng với bạn? Trời là người nào tìm được sao là người đã thắng đúng không? Không, bạn nghe mắt bắt cua đồng đội mà. Cái gì? Nãy giờ. Thôi bạn ơi. Nãy giờ cười quá trời. Thì nãy giờ mình té cười quá trời. Ủa? Mình đang ở trên đỉnh của này đâu có thấy sao nhỉ? Ủa sao đâu ta? Vậy chắc là ở dưới á. Khi giấu sau nhà nó nhờ kiểm tra đi đừng ăn. Tìm thấy đi ăn vội nhá. Tìm thấy đi ăn sao vội nhá. Trời đất ơi, gì mà khó tìm gì trời ha. Tìm thấy sao đừng có ăn vội nữa nha. Đợi anh em với nha. Dạ bôn. Sao vụ gì vụ gì? Đây nghe. Đâu? Xuống đây. Cái gì? Ngày xưa hả? Cái chuyện kể chị hả? Kể chuyện cho nghe nè. Ê, ủa đâu rồi? Cái thằng chủ nhà đâu rồi? Đó, chủ nhà đấy. Sao? Hả? Đây. Không. Bé nó vô khác đi. Không. Có. Chủ nhà. Có. Có. Ê, hình như là Mimi từ sao đúng không? Đúng rồi. Chả sao đây. Thì đưa sao đây thì. Vậy em mình thắng đi. Rồi ôi. Ok, là sao đi Mimi, là sao đi? Tôi là người già, ok bạn ơi. Rồi vậy là bọn mình đã hoàn thành xong cái map này rồi bạn ạ. À, hóa ra dấu đây này. À, hóa ra dấu cho cái dư bể bơi này. Chắc thế. Ok bạn ơi. Rồi ok bạn ơi, ngày hôm nay mình cùng Mimi với cả Yabu đã thử thách phá đảo thành công cái map parkour máu rồi. Hai thanh niên kia vẫn gà nha, tôi vẫn gà. Vẫn thấy gà rồi, xong luôn. Nó chúng kêu gà không chịu cơ đấy. Ok bạn ơi, thì video xin phép được kết thúc thôi. Các bạn thấy video này hay và vui thì đừng quên bấm like và chia sẻ ủng hộ các bạn nhé. Và các bạn muốn mình làm gì nữa thì đừng quên để lại video giúp bạn nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại. Bye.